Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách đi mua gà gán bằng cái nồi. Nhưng mà cuộc thử thách hôm nay rất là gian nan các bạn ơi. Mình phải đợi anh hai đi học về rồi mới chở đi được. Anh hai nói bỏ cái nồi ở nhà đi, đem theo người ta nói khùng rồi sao. Nhưng mà mình đang thực hiện thử thách mà anh hai. Đây mình đang đi ngang trường mình nè. Đã đến chỗ bán gà gán rồi. Thấy cái bảng là blem mà đó toàn món mình thích. Nhưng mà người ta chưa dọn hàng ra các bạn ơi. Sau khi đợi nửa tiếng thì cô bán hàng cũng dọn ra rồi nè. Thấy hấp dẫn chưa các bạn? Cô ơi lấy cho con nhanh nhanh đi, con thèm lắm rồi. Mà con đi mua gà gán cầm theo cái nồi chi vậy? Con đang thực hiện thử thách của mấy bạn đó cô ơi. Các cô đó nói sao con nhỏ này khùng quá vậy? Nhưng mà thôi kệ, về ăn đi rồi tính gì tính. Trời ơi gà gán nó giòn ngon quá các bạn ơi. Ăn gà gán mình phải uống xì tin nó mới ngon nha các bạn. Đây thưởng cho anh hai cái rùi gà, con nãy giờ chở anh đi. Bạn còn thử thách nào khó hơn nữa không? Mình rận đi, mình sẽ cố gắng thực hiện.